cần kịch liệt lên án với hành động này mà anti-fan đang làm với gia đình Sơn Tùng. Lượng anti-fan quá khích này đang bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ vì hành động phản cảm với người thân của Sơn Tùng. Trong suốt vài ngày qua, loạt drama xoay quanh ba cái tên Sơn Tùng, Thiêu Bảo Trâm, Hải Tú vẫn là chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, Hải Tú bị cho là người thứ ba chen ngang giữa Sơn Tùng và Thiêu Bảo Trâm khiến cặp đôi này chia tay. Sự việc vẫn đang là chủ đề khiến khán giả tranh cãi mạnh mẽ khắp nơi, dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên mới đây, một số anti-fan quá khích đã chen vào Facebook cá nhân của bố mẹ Sơn Tùng và để lại bình luận kém duyên. Không chỉ vậy, những người này còn đăng cả ảnh nút trước đây của Hải Tú cùng lời lẽ chê trách nam ca sĩ vì chia tay Thiêu Bảo Trâm để đi theo Trà Xanh. Đây là hành động phản cảm đang bị đông đảo cư dân mạng lên án. Phần đông khán giả đều yêu cầu bộ phận anti-fan quá đà này trả lại bình yên cho bố mẹ nam ca sĩ. Trang Facebook của bố mẹ Sơn Tùng liên tục bị tấn công những ngày qua, khiến công chúng không khỏi bức xúc. Hàng ngàn bình luận chỉ trích Hải Tú, Sơn Tùng đầy phản cảm xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ nam ca sĩ. Hình ảnh nốt ngày xưa của Hải Tú bị đem ra bình luận dưới trang cá nhân của bố mẹ Sơn Tùng. Bình luận từ cư dân mạng lên án anti-fan kém duyên. Thực sự mọi chuyện đang đi quá xa rồi, mọi người đồng loạt vào trang cá nhân của cô chú rồi nói như vậy để làm gì? Dù Sơn Tùng hay Hải Tú, sai họ cũng không có quyền gì nói bậc phụ huynh như vậy. Đừng lôi người lớn vào những chuyện như thế này, nếu ai đó cũng động chạm vào bố mẹ các bạn thì các bạn có chịu nổi không? Tôi chỉ mong là ai thì cũng nên dừng cái trò vớ vẩn này lại, công kích ghét bỏ người ta thì đã đành, giờ đến gia đình người ta cũng không tha. Anti thì cũng nên văn minh, đúng chuyện chứ đừng bạn đâu cũng tấn công rồi tẩy chay nhé các bạn.